Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ họp thứ 20, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến tổ chức vào ngày 6 tháng 9 tới đây. Một trong các tờ trình dự thảo nghị quyết được Ủy ban Nhân dân tỉnh trình kỳ họp là sửa đổi nghị quyết số 25 năm 2023. Đây là nghị quyết quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh quản lý. Việc sửa đổi bổ sung nghị quyết là phù hợp với thực tế, đảm bảo tính thống nhất, liên thông giữa các luật và thông tư hướng dẫn. Trong hệ thống giáo dục công lập, trường mầm non và tiểu học là cơ sở giáo dục phải trang bị, mua sắm nhiều vật dụng sinh hoạt cá nhân cho học sinh khi ở bán trú. Trên cơ sở đó, nghị quyết số 25 được ban hành. Với việc quy định cụ thể danh mục và mức thu đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí, nghị quyết đã được đông đảo các nhà trường và phụ huynh học sinh đánh giá rất cao. Nhà trường rất phấn khởi vì đây là một trong những cái văn bản và cơ sở pháp lý để nhà trường thực hiện các cái nội dung thực về các cái khoản thu rồi để mà duy trì hoạt động dạy và học của nhà trường, tạo ra một cái sự đồng thuận đối với cha mẹ học sinh và chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm để có thể thực hiện cái quá trình dạy và học của mình. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, nghị quyết số 25 vẫn còn một số khó khăn cần sớm được điều chỉnh phù hợp với thực tế và có hướng dẫn cụ thể. Theo đại diện các cơ sở giáo dục, nghị quyết chưa có hướng dẫn cụ thể trong việc lựa chọn các đơn vị để thực hiện ký hợp đồng dịch vụ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Đối với quy trình tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp các dịch vụ cho nhà trường cũng là một công việc khó khăn, phức tạp, cần có hướng dẫn cụ thể của các đơn vị chức năng. Khó khăn nhiều nhất vẫn là ở bậc học mầm non, khi các cơ sở giáo dục phải thực hiện song hành các nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Việc tổ chức nấu ăn cho trẻ, theo đó còn một số khó khăn khi thực hiện theo nghị quyết. Ở trong trường mầm non, một ngày của bé đến trường thì cần rất nhiều các thiết bị mà sử dụng điện để phục vụ công tác bán trú. Tuy nhiên rằng cũng chỉ quy định về điện điều hòa và nóng lạnh cũng rất khó khăn cho các nhà trường trong vấn đề thực hiện. Thì cũng đề nghị các cấp sẽ là cụ thể hóa ra thêm cho chúng tôi các cái danh mục có thể sử dụng điện để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở. Trong quá trình thực hiện thì qua việc nắm bắt tình hình của các tỉnh mà được Cục Quản lý Văn bản Bộ Tư pháp thực hiện kiểm tra thì chúng tôi cũng chủ động rà soát lại cái nghị quyết 25 chúng tôi tham mưu với tỉnh để ban hành. Qua rà soát thì chúng tôi thấy có một số cái nội dung thì nó cũng chưa thật sự phù hợp và đúng với các cái quy định của pháp luật hiện hành. Chính vậy mà sở cũng báo cáo tỉnh và tiếp tục tham mưu Hội đồng Nhân dân tỉnh để có những cái điều chỉnh sửa đổi nghị quyết. Phải khẳng định, việc ban hành và thực hiện quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập là một chủ trương đúng, phù hợp với mong mỏi của các cơ sở giáo dục và phụ huynh, vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Với việc Hội đồng Nhân dân tỉnh đưa vào thảo luận, quyết nghị tại kỳ họp thứ 20 tới đây về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số 25 sẽ góp phần đảm bảo tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, vừa tạo điều kiện để các nhà trường linh hoạt trong việc tính toán đảm bảo các khoản thu phù hợp với thực tế.